là anh coi. Là trời ơi, con vô chó. Còn nó kéo vô đã luôn hả? Anh ơi, giơ lên đi, coi cái. Là trời. Quá đã, chúc mừng. Wow. Ít luôn hả vậy? Wow. Lớp. Wow. Dính luôn. Rồi, chẻm rồi. Hồng miêu bự hay chẻm anh em à? Chẻm thôi. Kẹp đâu? Đâu có kẹp đâu, dở lên luôn kẹp gì? Chào cả nhà, trở lại với kênh Đồ Câu Ngô Khanh ha. Hôm nay tiếp tục mình câu ở Hòn Đá Bạc. Mồi thì vẫn là những cái con mồi mít gô dít ha. Hôm nay mình đi thì nước là nó đang gồng. Giờ này đến trưa nó mới đứng nước rồi nó mới chảy lớn lại ha cả nhà. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có nhiều cá, mà chắc đợi nước lớn lên là cá nó mới ăn dít nhiều. Còn buổi sáng này nước nó đang gồng thì nếu mà câu ngâm thì im, còn câu dít thì chắc nó hơi dở. Thì mình đánh cái combo cần UL với lại máy 1000. Thì dây hôm nay mình câu là dây gồng xanh 1.0 ha. Mình vừa ra cần thì ở đằng kia có một cái anh ảnh câu ngâm, ở đằng kia ảnh lên cái con cá gì bự lắm, thì chắc mình đi ra đẳng mình coi thứ ảnh câu dính cái con cá gì ha cả nhà. Quá trời, ông anh này thì lên con cá gì cả nhà. Lên coi. Cá gì vậy anh? Cá gì vậy? Ủa là trời, con vô chó. Cả ký lô có ha. Còn nó kéo vô đã luôn hả? Sướng ha. Giơ lên coi cái anh. Anh ơi, giơ lên đi, coi cái. Ù là trời. Quá đã, chúc mừng. Cá táp kìa thấy không? Cá nhộng táp kìa thấy không? Mới ra câu xuống cần chút á, thì mình thấy cá nhồng nó táp quá trời luôn, nên là mình nghĩ hôm nay á, chắc là cá nó đi săn mồi nên mình câu sẽ trúng cá cả nhà. Ôi. Mình vừa tính ném thì mình thấy cái xuồng nó đang chạy tới cả nhà. Nếu mà mình dừng lại để cho cái xuồng nó chạy qua cái mình ném câu tiếp ha.
Ủa nãy không có ra ngoài đó được hả Long? Bò theo mấy vách đá đó không ra được sao? Vậy thì giờ dời đồ qua bên đó rồi lụm nè, lụm nè, lên hàng nè hả? Anh dính mà. Wow. 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 Cá chét. Wow. Wow. Lên hàng nha cả nhà. Sáng giờ mới được con. Cũng khá khá. Cá chét á. Ô, Lý Long lên hàng luôn. Nó đang vô bằng cá chét á. Dít luôn hả vậy? Ồ. Phê. Quánh cần mềm mấy con này sướng ha. Lý Long quánh dít luôn nha cả nhà. Rồi. Nè quay qua quay qua. Rồi, đẹp. Vừa lên hàng Lý Long lên hàng luôn. Mình đánh u là quất luôn con vít 20 gram nha cả nhà. Mình ném nói chung mình nương nương mình ném cũng được bình thường. Vô bầy cá chét à. Bỏ cá vô cái. Anh em lên được hai con cá chét ở ngoài cái cầu nhỏ đó thì cá nó cũng ngưng ăn luôn cả nhà. Câu một hồi không có thì mình cũng có chuyển qua cái mỏm đá ở bên cái hòn nhỏ nữa. Nhưng mà câu không có cá ở ngoài đó là gạn nhiều lắm, ra ngoài toàn là đứt chích thôi. Nên là mình chuyển ra ngoài cái cầu lớn thì lúc này nước nó cũng đang chuẩn bị lớn đó cả nhà. Lắm. Wow. Đớm. Không đớm. Lên hàng anh em ơi, cá chét. Cá chét nha. Lên hàng nữa anh em ơi. Vô bầy cá chét rồi. Ồ.
quá đã. Hai con đây nha. Đó. Cái chét căng dít. Quá đã. Hai con hết nha. Dính luôn. Cá hồng. Hồng đốm nha cả nhà. Đây nha cả nhà. Wow. Đây nha. Hồng đốm. Lấy thùng đựng cái. Lên hàng nữa nha cả nhà. Quá đã. Đây nha. Đây là hồng đốm nha cả nhà. Chích 7g lưỡi mình tự tóm ha. Mấy con này lưỡi đơn nên là cầm tay gỡ bình thường ha cả nhà. Hồng đốm nữa cả nhà ơi. Đi đó mà lông nó không ra câu, nó nằm ở trong. Thằng đó đam mê tình dục chán ghét thể thao. Anh có cái khăn không anh Văn? Giờ bữa đi đem theo cái khăn.
Đứng né né sau lưng nha, đừng đứng. Rồi 25.000 nè, chịu khóa xe nên là đắng mở cốp xe lấy dít. Rồi lụm nè, cá chét nè, xiền luôn. Ngoài này thì chỉ chắc có cá chét thôi. Ôi, xịt, xịt, xịt. Ôi cá hồng luôn. Ừ, nước nó đang lớn, cá nó đang vô mà. Ở ngoài xa nó cũng ăn luôn. Ấy gì? Không, không có dây. Nãy giờ em test rồi, anh yên tâm anh câu đi. Nha cả nhà. Giờ hết chụp hình nổi. Gỡ nhanh anh câu thôi. Lụm nè, thấy không? Ta câu có một lưỡi một à. Nè. Có lưỡi ba tiêu ba bọng gì đâu. Đó. Bỏ xuống có cá là lụm à. Quá đã. Rồi rồi rồi, chẻm rồi, chẻm rồi. Chẻm chẻm. Chẻm rồi. Rồi rồi. Rồi, hồng bự, hồng bự, hồng bự. Quá đã anh em ơi. Ê, lên luôn. Wow. Chưa lông, bỏ trụ hay lông. Wow. Quá đã luôn cả nhà ơi. Hòn đá bạc nha cả nhà. Rồi mình gỡ cái nha cả nhà. Mua lần 20-30 con đủ mà ta tính giá sỉ thông bưng luôn. Ôi mú rồi, mú rồi. Đi lòng dính mú. Hay quá đi lòng ơi. Đó. Đi lòng dính. Đi lòng dính mú rồi, nghe mú đúng không? Wow. Con này cả 200 gram nha cả nhà. Nè. Dính 7 gram. Màu chi đỉ luôn. Sao bỏ thùng lấy thùng lại luôn. Lụm. Em lên hàng khủng không anh ơi? Hả? Em lên hàng khủng không à? Dít 20 gram. Cá đang ăn đó, dán đều. Cái lộn con hàng đốm.
Long ơi, qua đây nè. Cá chét kìa nè. Ngay cái đường sấy, ngay đường sấy này nè, quánh ở ngoài quánh vô chụp liền. Ngay đường nước cuốn á. Đụm mày Long à. Cái gì vậy trời? Đu. Đu. Cà phê. Bỏ lên trên bờ luôn. Lông lên hồng đốm nữa cả nhà ơi, quá dữ. Chét liên tục. Giờ chụp hình hết nổi, nào có cá bự với cá lạ chụp hình thôi chứ. Cái gì đâu? Cái lời tỏ. Cái lời comment rồi. Chét. Chét hả? Đem hồng tử cho cô ấy. Quá trời con dít nó chóc rồi. Dít chóc nhưng mà nó còn cái lưỡi. Lưỡi này không tóm mà anh Trung không chê. Có hiệu quả. Lưỡi gì, lưỡi xịn hay lưỡi câu cá chê? Không, ông chê tóm cái màu lưỡi á. Mấy cái tua tối quá. Hồng đốm, hồng đốm. Ồ. Bỏ lộn thùng rồi. Đấy hồi đổ thừa nữa. Thừa sao câu quá trời luôn. Thùng con cá nữa chứ. Thùng anh qua đỏ, thùng em qua xanh. Thì nha cả nhà ơi, thùng đốm gần bằng bàn tay luôn, quá dữ. Xích vô lấy cái lưng vô nếu còn xài. Chết kìa, dính luôn hay gì rồi. Dính rồi. Santo, Santo luôn, vũ lưỡi luôn. Thank you.
Sao đi đem cái khăn leo tài lao tài theo. Ba tiêu vô đứt con vít. Nghe lời ông Văn bậy quá. Anh dính em không biết dính anh Văn. Con này là đụng cắn là chết, cắn là chết. Hồng miêu bự hay kẽm mà anh em à. Rồi qua cái anh, qua cái anh. Alo. Rồi sống hay mọi chết thì có mọi gì ta. Ôi già ta. Từ từ thầy ơi. Chán thôi. Đâu có kẹp đâu, dở lên luôn cái kẹp gì. Để đi, lấy cái kẹp ra. À dạ. Tại thôi ăn rồi. Anh xin cái view cái nha mấy em gái. Ê, cầm tiếp em ơi. Cầm gì anh kẹp cá là cầm gì. Bỏ thêm đá nước vô nữa mới có hàng chục. Ngồi lên cái đi. Bị nét quá, để lại đi. Không đất. Để ngồi nó chạy vô nhà nó cho nó mệt. Ngồi sống mà nó có vô. Lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đủ. Con chép nha, con chép nha. Cái chém. Lấy cái ấy mượn cái chém ra. Ừ. 4 kg nha. Quá đã. Quay chết chứ ai. Ok. Rồi lấy cái dèo dèo đi. Ok. Sau khi lên con chẻm cái cam nó hết dung lượng quay nên là kết thúc chuyến câu về nhà luôn cả nhà. Mới về tới nhà luôn. Con chẻm ơi. Quận ký. Ký 8. 2 ký 8 mà cái dáng như là 4 ký trời. Con chẻm. Bên đây là cá đủ loại luôn. Cá mú nè. Cá nhồng nè. Cá hồng đốm. Với lại cá chét. Nay là câu đủ cá luôn. Cá không vậy? Đóng luôn cả nhà. Cả đều câu bằng hồi dít ha cả nhà. Nay đi với cái lồng chúng lớn rồi. Hai anh em câu được một đống cá luôn. Rồi ok, tạm thời kết thúc chuyến câu, kết thúc clip hôm nay cả nhà. Hẹn cả nhà trong các clip câu giúp cá biển tiếp theo ha.